Vào tối ngày 19 tháng 12 năm 2021, vở kịch mang tên Iwakakeru, Sport Climbinger, với sự tham gia của các thành viên AKB48 đã được quyết định tổ chức tại Sansai Theatre từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022. Vở kịch này nói về nữ sinh trung học năm nhất, Kasahara Konomi, một bậc thầy về những trò chơi giải đố tại trường trung học nữ sinh Hanamiya. Trong khi tìm kiếm một câu lạc bộ để tham gia, cô ấy tình cờ gặp bức tường leo núi của trường. Cuộc gặp gỡ định mệnh này đã thay đổi cuộc đời cô khi cô trở thành thành viên của câu lạc bộ leo núi. Chi tiết các thành viên tham gia như sau.